Bespoke BU là một cuộc thi thiết kế không gian bếp do công ty điện tử Samsung Vina phối hợp cùng Hiệp hội Thiết kế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhằm tạo ra sân chơi chuyên nghiệp cho cộng đồng người yêu sáng tạo, kiến trúc sư và nhà thiết kế nội thất Việt Nam có cơ hội thỏa sức sáng tạo căn bếp theo phong cách riêng cùng với sự đồng hành của tủ lạnh Bespoke thế hệ mới, đồng thời có thể tìm kiếm những ý tưởng độc đáo mang tính thực tiễn cao trong việc kiến tạo không gian bếp tại Việt Nam. Cuộc thi đã thu hút 251 bài đăng ký dự thi đến từ các kiến trúc sư, nhà thiết kế và trang trí nội thất trên toàn quốc, trong đó có 38% là học sinh sinh viên ngành kiến trúc và nội thất, 54% là các kiến trúc sư và nhà thiết kế, còn lại 7% tác phẩm đến từ các tổ chức và công ty. Cùng với sự phối hợp của Hiệp hội Thiết kế Thành phố Hồ Chí Minh, đội ngũ ban giám khảo công tâm và những sản phẩm dự thi ấn tượng, cuối cùng ban tổ chức cũng đã tìm ra 10 ý tưởng xuất sắc nhất cho không gian bếp linh hoạt và tối ưu để tham dự vào vòng chung kết cuộc thi Bespoke BU năm 2022. Thưa quý vị, hiện tại Thủy Nhi đang có mặt tại sự kiện lễ công bố và trao giải cuộc thi thiết kế không gian bếp Bespoke BU. Và vài phút nữa thôi thì chúng ta sẽ có ngay được kết quả cũng như là lộ diện được những nhà thiết kế, những tác phẩm xuất sắc nhất trong cuộc thi này. Một không gian không chỉ là nơi thể hiện tính cách của gia chủ, mà đó là nơi cần phải khai thác tối đa về công năng sử dụng. Không gian là cái hình khối vuông phẳng mạnh mẽ. Khi mọi người nhìn vào không gian, hoạt động lưu thông trong không gian dường như đi theo ba bước quy trình của việc tạo tác nên tranh hàng sống. Và tôi còn băn khoăn là cái vật liệu đồng dòng gì của em tưởng là nó đụng nước, nó đụng tất cả mọi thứ như thế nào. Căn bếp của Bespoke không chỉ dừng lại ở việc tạo nên những món ăn ngon, mà nó còn là nơi để chúng ta có thể kết nối được với tự nhiên. Không gian bạn bố trí thì tôi cảm giác nó quá vượt quá với lại cái nhu cầu sử dụng. Trong cả quá trình học tập cũng như là quá trình làm việc với nhau thì bọn em cũng đều tiếp xúc với nhau nên là rất hiểu nhau. Cũng là hy vọng mọi người sắp tới có thể được làm việc với nhau và đạt rất nhiều thành tựu hơn. Sự thì cảm xúc của em rất là hạnh phúc ạ. Là vì là sau một thời gian mà tìm hiểu cũng như là làm tham gia cuộc thi ấy, thì đã đạt được thành quả nhất định. Là bọn em mong là sau cuộc thi này thì sẽ truyền được nhiều cảm hứng cho các bạn trẻ để có thể sáng tạo ra những cái sản phẩm mới. Vâng, xin chào chị Nguyễn Như Mai ạ. Lời đầu tiên thì chúc mừng cuộc thi Bespoke BU đã vô cùng thành công và đã lựa chọn ra được những gương mặt, những tác phẩm vô cùng xuất sắc. Không biết là khi mà nhìn những tác phẩm này thì cảm xúc của chị như thế nào ạ? Cảm ơn Nhi. Thực sự là Mai cũng như là Samsung rất là vui khi được phối hợp cùng với Hiệp hội Thiết kế Thành phố Hồ Chí Minh VDAS để tổ chức cuộc thi Bespoke BU lần này. Với những cái sự tiên phong về công nghệ và cũng như là những sự hiểu biết rất là sâu sắc về xu hướng tiêu dùng thì Samsung đã giới thiệu dòng sản phẩm Bespoke. Dòng sản phẩm Bespoke nó có 3 cái đặc tính rất là nổi trội so với những dòng sản phẩm hiện nay trên thị trường. Đầu tiên đó là cái sự linh hoạt về thiết kế module. Cái điều thứ hai đó là có sự đa dạng về màu sắc. Và điều thứ ba đó là sự ẩn mình hoàn hảo trong mọi căn bếp. Và với 3 cái điều nổi trội như vậy thì Bespoke thực sự là một niềm cảm hứng và một phần nào đó đã truyền với các kiến trúc sư để có thể tạo nên những cái thiết kế rất là độc đáo trong cuộc thi Bespoke BU lần này. Và với cuộc thi Bespoke BU thì Samsung sẽ mang đến những thông điệp như thế nào đến với khán giả ạ? Trong cuộc thi lần này thì Samsung mong muốn mang một thông điệp đến cho người tiêu dùng cũng như trong những nhà thiết kế, đó là sự phá vỡ giới hạn của những chiếc tủ lạnh thông thường. Với Bespoke thì các nhà thiết kế có thể thỏa sức sáng tạo tới vô hạn để có thể tạo ra được những không gian rất là độc đáo, đồng thời có thể dung hòa được những chủ nhân, ý kiến chủ nhân trong việc mong muốn tạo ra không gian riêng. Và tất cả những thiết kế lần này sẽ được đăng tải trên InDesign Studio và từ đó người tiêu dùng có thể vào và có thể tự lựa chọn những màu sắc cũng như là những thiết kế theo ý muốn của họ dựa trên những ý tưởng, những gợi ý của những nhà thiết kế tài năng. Cảm ơn sự chia sẻ của chị rất là nhiều và ý Nhi tin chắc rằng khi mà nhìn thấy những tác phẩm này thì người tiêu dùng cũng như là các khán giả của Cà Phê Tech cũng có thêm cho mình được những gợi ý thiết kế và truyền cho họ được những cảm hứng để có thể nâng cấp không gian sống của chính mình. Vâng, cảm ơn chị rất nhiều ạ. Cảm ơn Nhi.